Xin chào cả nhà đã theo dõi livestream của Bệnh viện Thẩm mỹ Kango, và hiện tại chúng ta đang cùng nhìn ngắm một ca nâng cấp vòng 1 vừa mới được thực hiện sau 10 ngày nha cả nhà. Phải nói là bây giờ trộn ví rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn này, cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị để xem là chị sẽ có những cảm nhận như thế nào khi mà làm đẹp tại nhà Kango bên em nha. Dạ, em chào chị. Dạ, chị có thể giới thiệu chút xíu cho mình được không? Em tên Trâm, em quê Cần Thơ. Dạ, dạ. Hiện tại thì chị thấy là cái vòng một của mình như thế nào? Chị có ưng ý không? Có, đẹp. Rất là đẹp à? Đẹp. Cực kỳ sexy luôn. Nhưng mà nó vừa với form cơ thể của mình chứ nó không kiểu là bị quá ra chị không? Dạ đúng rồi. Dạ, nói chung là trộn tiếng rất là đẹp. Em xin phép được chạm vào không chị? Được ạ. Nha cả nhà ơi, cả nhà nhìn nè, mới 10 ngày ha, mà em cảm thấy rất là mềm mại nha cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao, bên em á là đặt cái phần túi ngực của chị ở dưới cơ ngực lớn, thành thử ra khi á mà mình chạm và mình thấy nó cực kỳ tự nhiên. Bởi vì á, ở lớp túi nè, trên lớp túi sẽ có lớp cơ ngực lớn nè, và trên nó sẽ có những cái lớp mô mỡ này kia của mình nữa, cho nên sẽ cực kỳ tự nhiên luôn nha cả nhà. Dạ, chị chia sẻ chút xíu về cái tình trạng ngực trước của chị thì nó có vấn đề gì mà chị cảm thấy chưa ưng ý? Rất là nhỏ, đẹp. Chị đã từng sinh bé nào chưa? Đã chưa. Chưa. Dạ. Nó nhỏ là do mình bỗng sinh chuyện đó bây giờ là mình không, nhưng mà lúc trẻ thì cũng có, nhưng mà từ lúc lớn tuổi tí xíu thì nó từ từ nó teo là nó bị teo tốt, cho nên là chị có cảm thấy là mình tự ti với nó không? Rất là tự ti. Dạ, cái khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy là mình tự ti nhất? Lúc mặc quần áo vô không có tụ nào thấy mà hài lòng hết. Thật sự rất là tự ti. Dạ. Bây giờ thì chắc là hài lòng, chắc là ok. Dạ, bây giờ là rất là đẹp luôn á. Em có cầm cái hình ảnh này trước của chị nè, chắc là em sẽ cho mọi người xem ha. Đây, cả nhà thấy không? Về cái phần mô tuyến ngực trên của chị hầu như là không có nha cả nhà. Nó lòi cái phần xương ức của chị ra nè cả nhà. Đó, và đặc biệt nha cả nhà, khi mà chúng ta nhìn là chúng ta thấy hai bên nó không đều nha, bên cao bên thấp. Dạ, và sau khi mà được các bác sĩ tại nhà Kango thiết kế lại cho chị một cái dáng vòng một mới thì bây giờ cả nhà nhìn nè, cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ nha cả nhà ơi. Đây, và bên em á là sử dụng dao Harmonic cũng như là công nghệ nội soi, cả nhà thấy không, sau khi làm sau 10 ngày không có tình trạng sưng bầm hay gì hết nha cả nhà, và sẽ làm thương cực kỳ nhanh chóng luôn, cho nên cả nhà chúng ta cứ hãy yên tâm nha. Dạ, vì sao chị biết đến Kango bên em? Có bạn làm ở đây giới thiệu luôn. Là chị cũng đã từng làm dịch vụ gì bên em luôn chưa? Lần đầu tiên à, là chị bạn của chị á. À, bạn giới thiệu vô đây. Có bạn của mình giới thiệu cho mình cũng yên tâm ha. Dạ. Sau khi mà trải nghiệm sau khi mà trải nghiệm dịch vụ tại Kango bên em xong rồi á, thì chị cảm thấy như thế nào về chất lượng dịch vụ của bên em? Dịch vụ rất là ok. Mấy chị đó hả, dịch vụ rất tốt. Dạ. Mấy bạn chăm sóc cho chị tốt không? Tốt lắm. Dạ, chị thích điểm gì nhất tại Kango bên em? Thấy mọi người ở đây ai cũng hòa đồng, vui vẻ. Rồi, nếu như mà được chị hãy kiểu như là động viên các chị em mình hãy tự tin đi làm đẹp được không? Được, mọi người cứ đến đây làm đẹp nha, chuẩn, uy tín, mọi người chăm sóc rất là ok. Dạ, và làm ra một vòng một cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, và đặc biệt cả nhà nhìn nè, mềm mại nha, mới 10 ngày thôi nha cả nhà. Một vòng một cực kỳ tự nhiên nha cả nhà, rất là tự nhiên mà không kém phần sexy và quyến rũ cả nhà nhé. Và hiện tại thì dịch vụ nâng cấp vòng 1 tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kango đang có cực kỳ nhiều những chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn, cho nên cả nhà chúng ta hãy tranh thủ dịp này mà đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Kango nha, để nâng cấp lại nhan sắc của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chắc là chị em mình sẽ xin chào cả nhà nha chị. Bye bye.